chào các bạn thân mến mình là cô cô độ bé bự đây bây giờ là 10 giờ 50 phút buổi sáng hay là buổi trưa ngày mùng 7 tháng 9 năm 2024 à, hôm nay câu cầu dậy xong ca buổi sáng xuống nấu cơm và bữa, chuẩn bị bữa trưa sớm hơn bình thường một chút xíu bởi vì câu cầu cứ nâm nớp sợ bị mất điện thế và bây giờ câu cầu cũng tranh thủ đọc chuyện để lỡ đâu có mất điện thì vẫn có chuyện để nghe trong ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục với câu chuyện phù sinh của tác giả Trung Quốc Xà Là Song Thụ. Hôm nay chúng ta bắt đầu vào quyển 8, trường 1 dẫn xương và đá. Người không được thấu hiểu, dù ở trong vũ trụ bao la, cũng cảm thấy chân tay bị trói buộc. Người được thấu hiểu thì cho dù ở một nơi chật hẹp, trong lòng tự nhiên vẫn có một biển trời mênh mông dẫn cố thật thật rất thích soi gương trong ba lô của cô bao giờ cũng có một chiếc gương nhỏ khi gập lại to cỡ nửa lòng bàn tay khi mở ra lại cao tới một thân người đó là một món quà mà mẹ cô tặng cho cô nói rằng nó được làm từ nước mắt của nasi xuất. à, là con trai của thần sông Sefi suất trong thần thoại Hy Lạp có thể soi ra những hình ảnh đẹp đẽ nhất rất đẹp trai à, chàng đó có nhiều cô gái đem lòng yêu anh ta nhưng mà đều bị anh ta từ chối vì kiêu ngạo nên anh đã bị nữ thần oán thù trừng phạt suốt đời chỉ có thể yêu chính bản thân mình từ đó Narcissus chỉ say mê nhìn ngắm khuôn mặt của mình phản chiếu ở dưới mặt hồ. Chờ đến một ngày không chịu nổi nữa, chàng ta đã lào xuống hồ chồng cố gắng tuyệt vọng để được ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của mình và bị chết đuối ở trong đó. Tuy nhiên, cố vô danh thì lại rất còi thường cái hội chứng quá yêu bản thân của em gái. soi đi sỏi lại, cũng chỉ là một đống xương trắng mà thôi. Nếu mà nhất định phải miêu tả cho đẹp đẽ hơn một chút, thì cố thất thất là một bộ xương được sắp xếp nhịp nhàng, sinh động, đường nét rất tinh tế, bề mặt trắng sáng sạch sẽ hơn những bộ xương thông thường rất nhiều, tựa như được bao phủ trong màn tuyết cuối cùng của buổi đầu xuân. Thế nhưng dù đẹp đẽ như thế nào thì cũng vẫn chỉ là một bộ xương. Đây là một cái sự thực vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Trên thế gian thì đã chẳng còn mấy cốt yêu. Sau khi cha mẹ qua đời, cố thất thất và cố vô danh không còn bất kỳ người thân nào khác. Cố thất thất từng nghe mẹ kể rằng bà vốn là một người gì họ, nhưng mà bà ấy vốn có một người dị họ nhưng mà bà ta thì không an phận với cuộc sống ẩn giật bình lặng đã bỏ đi chiếm núi để xưng vương lập ra một động bạch cốt ở trên núi hàng ngày khoác lên mình bộ da thiếu nữ dụ dỗ nam nữ qua đường vào trong động để ăn thịt cuối cùng bị một con khỉ dữ nứt ra từ đá đánh chết và đó là một cái chết rất là thê thảm cố thất thất đương nhiên chưa từng gặp người gì họ này cũng không thích bà ta vì bà ta đã ăn thịt người trong mắt của cố thất thất con người là để nhìn để ngắm bọn họ hàng ngày khoác lên người những bộ trang phục đa dạng có vô số những loại biểu cảm làm những công việc khác nhau dùng sức mạnh của chính mình thay đổi thế giới từng chút một thú vị biết bao nhiêu Tại sao lại phải ăn thịt họ? Hơn nữa, cô ghét nhìn thấy máu. Cái thứ chất lỏng đỏ lỏm lỏm chảy ra từ cơ thể con người khiến cho cô chóng mặt. Đây là một cái cảm giác khá là khó chịu. Cô không thể tưởng tượng nổi về cái cảnh tượng khi mà bà dì họ xé xác những con người ra. Và lại thịt con người có ngon như là bánh tát hoa quả không? bà dì họ đáng ra là nên sống thêm một thời gian nữa. Nếu mà bà ta được nếm cái món bánh tắt hoa quả của cái tiệm bánh ngọt tên gọi là không rừng kìa, chắc chắn sẽ không còn có ý muốn ăn thịt người đâu. Đây là một trong những ý nghĩ ngây thơ nhất của cốt yêu cố thất thất. Tiếc rằng nó mãi mãi không bao giờ có thể trở thành sự thực. Tôi rất muốn quan sát cái bộ dạng của cô thất thất lúc cô ăn bánh tát, nhưng mà lần nào cô ta cũng gói mang về. Tôi quả thực rất tò mò cái bộ dạng của cô cốt yêu trong lúc ăn uống, thậm chí còn tưởng tượng một cách xấu xả rằng thê thức ăn mà họ nuốt xuống thì liệu có rơi thẳng ra ngoài cách khe họ giữa những chiếc xương hay không nhỉ? Sự thực là mỗi lần khi cố thất thất tới mua bánh tát hoa quả, gã béo và gã gầy đều sợ đến chết khiếp. Bởi vì cô luôn luôn tới vào lúc nửa đêm và cũng vì có ý tốt không muốn đánh động những người khác thức giấc nên di chuyển lặng lẽ bằng cách lướt đi. Hôm đó, gã béo nửa đêm mò dậy nấu đồ ăn đêm, vừa ăn bánh trôi vừa bước ra ngoài, thình lình thì đụng đầu với cô tà nguyên cả cái cục bánh trồi trôi tụt thẳng xuống cổ họng nhả ra không được mà nuốt xuống cũng không xong ôi chào suýt nữa thì đã đối tuổi xuân để chết yểu rồi đấy tôi biết cô là một cốt yêu hết sức tò mò dường như với vạn vật ở trên thế gian cô luôn cảm thấy nhìn trở đã ngay cả đến mua một chiếc bánh cũng phải lượn một vòng quanh nhà tôi sự tò mò sẽ giết chết một con mèo. Sự tò mò của cốt yếu suýt chết nữa hạ chết gã béo. Gã béo và gã gầy rất là có thành kiến với cô. Nhất loạt cho rằng là cô nên khoác một bộ da người, trông đàng hoàng một chút, rồi hãy ra đường. Một bộ xương trắng lượn qua lượn lại, thật quá ư ừ là trướng mắt. Nhưng mà cô ấy vẫn là cô ấy. Lúc nào cũng xuất hiện trước mặt bọn tôi, với bộ dạng nguyên thủy nhất, đơn giản nhất. Cô nói như thế này rất là hay, không cần phải uốn tóc, không cần phải trang điểm, cũng chẳng cần phải mua sắm quần áo. Cứ sống đơn giản như vậy, ăn món bánh tát yêu thích nhất, thảnh thời thoải mái biết bao nhiêu. Lần nào cô tới cũng mua bánh tát vào buổi tối cuối tuần. Tôi biết rõ lịch của cô. Nên luôn đặt bánh tát làm sẵn vào trong hộp giữ nhiệt truyền dụng để đảm bảo chiếc bánh khi đến tay cô thì vẫn còn nóng hổi. Bởi vì gã béo và gã gầy nhất quyết không chịu nướng bánh tát cho một bộ xương vào lúc nửa đêm. Thế nhưng đã gần một tháng này, cô thất thất không tới. Bánh tát chuẩn bị cho cô đã liên tiếp mấy lần trở thành ngữa sáng của tôi. Hôm nay lại là cuối tuần cái nóng bức giữa mùa hè oi ả à, tới tận chiều tối vẫn chưa thèm dịu bớt đi gã béo và gã gầy vừa mới sáng ra đã chạy tới bãi tắm mới khai trương để ngắm gái đẹp cũng may là chúng đi cả nếu mà không thì sự xuất hiện đột ngột của cố vô danh chắc chắn sẽ khiến chúng phải gặp ác mộng suốt ba ngày trời đúng vậy Người tới tiệm hôm nay không phải là cố thất thất, mà là anh trai của cô ấy, cố vô danh. Đây là một cái gã cốt yêu đã tồn tại suốt mấy trăm năm, rất khác với em gái của anh ta. Đó là một bộ xương đèn tuyền, đèn nhức như là bị đổ vào một cái hũ mực nước đã phong kín suốt mấy vạn năm vậy. Trên mỗi một chiếc xương thổ kệch đều ẩn hiện những chấm sáng nhỏ li ti như cát. Yêu lực của cốt yêu được phân chia theo màu sắc, màu sắc càng tối thì lại càng hung hãn. Cố vô danh đi qua chỗ nào, những hoa lá tốt tươi của tôi đều đồng loạt gục đầu héo rũ. Anh ta lao vụt vào như một trận cuồng phong. Tôi mỉm cười nhìn anh ta Mua bánh tác hộ em gái anh à. Đi theo tôi. Giọng nói của anh ta rất êm tai. Nếu nhắm mắt lại trong đầu bạn hẳn sẽ hiện lên hình ảnh của một người đàn ông hoàn hảo. Tôi vẫn mỉm cười. Bỏ nhà đi theo một bộ xương khô thì chẳng hề lãng mạn chút nào. Cho nên tôi từ chối. Cố vô danh dường như đã nổi giận. Chiếc bàn đặt giữa hai chúng tôi bị anh ta hất tung lên ấm trà tách trà rời vỡ đầy đất nước trà xanh biếc tung tóe khắp nơi anh ta nhảy vọt một bước tới trước mặt tôi tôi cảm nhận thấy luồng hàn khí tỏa ra từ bộ xương của anh ta đã khiến nhiệt độ trong phòng thay đổi trong tích tắc tôi từ mùa hạ rơi tọt vào tiết đại hàn anh ta cao hơn tôi một cái đầu ngước nhìn cái đầu lâu đèn kịch, đang trong cơn thịnh nộ, nó khó chịu hơn nhiều so với việc đối mặt với còn sư tử vàng kim hồi trước. Bởi vì anh ta không có mắt, cho nên không có ánh mắt, tôi không nhận ra được manh mối, không đoán được tâm tư. Tôi muốn có một hơi chân khí của yêu cây. Tay anh ta bất ngờ trục cứng lấy cổ tay tôi. Bị khúc xương khô lạnh lẽo thình lình túm chặt, khiến tôi trong một khoảnh khắc nào đó ngỡ rằng bàn tay mình đã không còn nữa tôi không đánh đấm rất nhiều năm rồi tuy anh ta không có mắt nhưng tôi vẫn rất nghiêm túc nhìn vào hai cái lỗ đèn sầu hoắm trên mặt anh ta mà nói tôi thực sự không muốn ẩu đả mỗi một chiếc bàn một chiếc ghế một chiếc cốc Mỗi một đồ vật trong tiệm không dừng đều do tôi bỏ tiền ra để mua. Nếu vỡ nếu hỏng thì thật sự là sọc ruột. Cố vô danh lạnh lùng hừ một tiếng, càng giữ tôi chặt hơn. Câu chuyện phù sinh, xa là sòng thụ, quyển 8, chương 2. Khỏi phải ngày không phải là ngày rằm. Đêm trăng của đêm nay vẫn tròn vành vạnh đầy ánh vàng rực rỡ còn ngỡ là mặt trời nhầm giỏi. ấy. thành phố vong xuyên không có mấy tiếng tâm đã ngủ say dưới ánh mặt trăng bớt đi cái thực tế bê tông cốt thép nhiều thêm sự hư ảo như mờ một chùm ánh trăng sáng chiếu xuống hẻm sau của một nhà hàng mấy con mèo hoang tham ăn nhảy nhót trên thùng rác hậm hực lùng sục đồ ăn nhiệt độ cao là các loại mùi hôi thối yêu thích nhất. Trong bầu không khí chính giữa con hẻm, chợt nứt ra một kẽ hở, từ bên trong tỏa ra một tầng khói trắng, giống như là hơi nóng bốc ra từ quẩy bánh bao vào lúc sáng sớm, khác chăng là không hề nóng mà buốt giá muốn chết. Hai người đàn ông bước ra từ kẽ hở, hình dáng lờ mờ dần hiện ra trong làn khói trắng. Áo phông, quần bò, giày thể thao, lối ăn mặc thông dụng nhất ở trong ngày hè. Một người tóc đen, đầu đinh, một người tóc đỏ, ngang lưng. Ngoại hình đều rất ổn, mặt không cười, đáy mắt có tia sắc lạnh. Lối ra âm giới chẳng lẽ không thể đặt ở một nơi sạch sẽ hơn à? Trong bóng tối bên cạnh thùng rác hiện ra một cái bóng trẻ trung mảnh khảnh, tóc mài lệch bị gió đêm thổi tung, đem lại vẻ mỹ cảm rối loạn. Khuôn mặt tuy vẫn chưa hết vẻ ngây thơ, nhưng theo suy đoán sờ bộ, có tiềm năng để trở thành Mỹ Nam. Một chiếc sờ mì ngắn tay, màu đỏ rực, trông còn tươi hơn cả ngọn lửa. Cặp sách màu đen đèo chéo ở sau mông, khóa kéo mở toang một cách cẩu thả. Bọn mèo hoang ngào lên loạn xạ một hồi, nhảy vọt đi bỏ chạy tứ tán. Một con ở trong đám đạp đổ một túi rác, cá đống mì sợi thiều thối rơi toẹt xuống đất. Nước dùng bắn tung tóe lên đôi giày thể thao sạch tinh, không một hạt bụi của cậu thiếu niên. Thiếu niên nhấc chân lên, trao mày quạt. Các chú phải đền cho tôi một đôi giày mới. À không, phải là hai đôi. Hóa đơn cứ đưa cho cô của tôi. Đại vương sai chúng ta tới đây không phải là để mua giày cho ngươi. Người tóc đỏ bước tới trước mặt cậu thiếu niên, giọng nói không mấy thân thiện. Nếu nhiệm vụ lần này thất bại, tất cả chúng ta đều không được sống yên ổn, bao gồm cả ngươi, trung tiểu khôi. Thế à, liên quan gì tới tôi? Trung tiểu khôi trợn trừng mắt Chỉ vào mình với vẻ tội nghiệp Âm giới của các ngươi mất đổ Lại chẳng phải là do tôi lấy trộm Tôi chỉ phụ trách cung cấp nơi ăn trốn ở Tại nhân gian cho các người mà thôi Nhiệm vụ của người không chỉ là nơi ăn trốn ở, đại vương đã đặc biệt cắn dặn bọn ta. Người tóc đỏ bước tới, đưa mắt giả hiệu cho đồng bọn hai người mỗi người một bên giữ chặt lấy hai cánh tay trung tiểu khồi không cho phép lôi thôi nhấc tổng cậu ta lên chẳng buồn đếm xỉa tới sự phản kháng của cậu ta bước ra khỏi con hẻm dưới ánh trăng ba con người chỉ có một chiếc bóng câu chuyện phù sinh quyển tám chương ba xà lạ song thụ cố thất thất đã dọn tới khu dân cư nhỏ này được một tuần. Vẻ hào hứng vẫn bừng bừng ở trên nét mặt. Ngôi nhà trước đó của cô ở một góc của sa mạc Sahara nắng như thiều đốt. Ngôi nhà trước nữa của cô là ở trên một núi băng tại Nam Cực. Bước ra khỏi cửa là có thể nhìn thấy cá bầy chim cánh cụt. Trước nữa ở trong một ngôi làng tại ngoại ô Capetown hoặc là ở đại lộ số 5 tại New York. Tóm lại, cô và anh trai mỗi năm đều chuyển nhà một lần. Mấy trăm năm này, trên trái đất gần như không có nơi nào cô chưa từng đặt chân tới. Năm nay, cô chuyển đến Trung Quốc, tới thành phố nhỏ có tên gọi là Vong Xuyên thế nhưng lần này thì chỉ có một mình cô nhân cơ hội cố vô danh có việc phải đi xa cô đã chạy trốn khỏi khu biệt thự lộng lẫy phô trương tại một nơi nào đó ở nước ngoài nếu như mà cô nhớ không nhầm thì đây là chuyến du lịch một mình đầu tiên ở trong đời của cô cố vô danh là anh trai là bảo mẫu là thầy giáo là cai ngục của cô Yêu cầu duy nhất đối với đứa em gái duy nhất của anh ta chính là phải nghe lời. Phải nghe lời, không được tin tưởng bất cứ sinh vật sống nào dưới lớp vỏ già. Phải nghe lời, chỉ được phép ăn chay, không được ăn thịt, càng không được động chạm tới những thức ăn rác rưởi kiểu như khoai tây chiên. Có lẽ vì anh quá yêu cô nhưng mà cho dù anh trai cô xuất phát từ cái sự bá quyền của thói già trưởng hay là sự quan tâm của tình ruột thịt, thì cô thật thật cũng đã thực sự chán ngấy một cái cuộc sống có quá nhiều sự cấm đoán. Cô muốn có cuộc sống của chính mình. Người sống ở trong khu dân cư bình dân này rất đông đúc. Có học sinh trùng học, nhân viên tiếp thị, giàu cạo dâu, những ông bà già tóc bạc đã nghỉ hưu còn có cả biên tập viên truyền mục tạp chí gì gì nữa nói chung là hỗn độn đủ các kiểu cô thất thất ngày ngày đều chui ra chùi vào những cái căn nhà của họ xem họ làm việc nghe họ trò chuyện cuộc sống thế tục mùi vị nhân gian là những thứ không bao giờ có thể cảm nhận được ở trong xà mạc, ở Nam Cực hay ở trong biệt thự xà hòa. Thế nhưng chính vì những cái hành vi thần thiện giữa cô với loài người mà cố vô danh đã từng tẩn cho cô hai trận nền thân. Một lần, bởi vì cô ra tay cứu một người phụ nữ trung niên nhảy lầu giữa đêm, có lần khác thì cô cõng một chàng trai trẻ bị ngã gãy chân chạy khỏi cái khu rừng đang bốc cháy việc cô cho là tốt thì trong mắt ảnh chài lại là tội ác tay trời người phụ nữ trung niên được cô cứu sống khi nhìn thấy người đỡ lấy mình là một bộ sườn trắng ló như tuyết lập tức thẳng tay sổ cố thất thất giả rú lên trói lói rồi ngật lịnh đi. ngày hôm sau việc đầu tiên bà ta làm sau khi tỉnh lại chính là tìm rất nhiều đạo sĩ tới nhà làm phép suốt ba ngày trời vẽ bùa xua đuổi tả mà dán kín cánh cửa còn chàng trai được cứu thoát khỏi cái khu rừng bốc cháy sau khi nhìn rõ bộ dạng của cô hành động đầu tiên của anh ta chính là rút ra cái con dao găm để phòng thân tâm thắng vào ngực cô là một con cốt yêu thì cố thất thất buộc phải hiện nguyên hình thì sức mạnh của cô mới có tác dụng đối với con người cô không phải là tà ma nên là bổ chú của đạo sĩ đối với cô chỉ là một tờ giấy cô cũng chỉ là một bộ xương cho nên là con găm của anh chàng kia thì chẳng thể nào làm cho cô rất mẻ cô chỉ có một chút băn khoăn là ủa cô chẳng qua là muốn cứu mạng bọn họ Thế chẳng qua là chỉ để lộ cái hình dạng thực sự thôi mà. Em không giống với bọn họ. Sau khi dần tẩn cho cố thất thất một trận, thì cố hồ dành hết lớn một cầu không giống. Bước trên đường phố ngập tràn ánh nắng. Cố thất thất ngó nghiêng trong đám đông còn người. Những người già, người trẻ kia chẳng qua là có nhiều hơn cô một lớp da thịt mà thôi. Hơn nữa, sau khi bọn họ chết đi, thì chẳng phải cũng là một bộ xương ư? Suy trò cùng, bọn họ rõ ràng cũng giống hệt như cô, thế mà tại sao lại phải sợ hãi đến thế chứ? Sợ cô à? <laughs> thế thì khác nào sợ hãi chính bản thân họ. Thế con người, đúng là một cái sinh vật này, vừa thú vị vừa cổ quái. Một mặt thì hết sức yêu quý cơ thể của mình, mặt khác thì lại sợ hãi bộ xương chống đỡ cho giả thịt của mình mâu thuẫn này càng sâu sắc Cô thất thất lại càng khát khao được kết bạn với một con người do cái nơi ở thường xuyên thay đổi cộng thêm cái sự quản thúc của anh trai nên là cô chẳng có mấy bạn bè đương nhiên bạn bè của cô thì đủ các loại yêu quái như là tiểu yêu quái nấm ở trong núi này, lão yêu tinh bọ cạp ở sa mạc Sahara này, cây yêu hoa sành điệu ở New York vân 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 vân. Sau làm không bao giờ bao gồm con người đâu. Cô vô danh nói không có một con người nào muốn kết bạn với cốt yêu. Cốt yêu không giống với các loại yêu quái khác không thể biến hóa thành hình dạng nam thanh nữ tú một cách tùy ý được. Chúng ta không bao giờ biến hóa ra được một bộ da đẹp đẽ mà con người yêu thích. Từ đầu đến cuối, chúng ta chỉ là một bộ xương trần thực nhất. Về điểm này, cô thất thất hiểu rõ. Một con cốt yêu đích thực, từ khi sinh ra cho tới khi chết đi, đều không thể thay đổi hình dạng của bản thân. Còn về bà dị họ bị cái con khỉ dữ kia nó đập chết ấy, Thì là dù có tù luyện có cao thầm đến mấy Cũng chỉ có thể miễn cưỡng chui vào bên trong tấm da người Giả mạo hình người một cách đại khái Chứ không thể biến thành thân người thực sự được Thế nhưng không thể biến thành một cô gái xinh đẹp Thì đã sao? Hình dạng hiện tại của mình thì có gì là không tốt đâu mẹ từng nói mẹ là cô gái xinh đẹp nhất ở trong tộc cốt yêu cho nên cố thật thật tới tận lúc này cũng không hiểu nổi cái nguyên nhân căn bản việc con người ghét bỏ mình là gì lẽ nào chỉ vì khác biệt về quan điểm thẩm mỹ nhưng cô vẫn tin rằng sẽ có người khác so khác với số đông đối với niềm tin của cô Cô vô danh vẫn trắng còi giả gì giống như đã rẻ biểu cái hành động soi gương của cô nói rằng là anh với em đánh cược nhé nếu như mà có một con người sẵn sàng kết bạn thực sự với em ấy thì từ nay về sau cho em được toàn quyền quyết định cuộc sống anh sẽ không can thiệp vào bất cứ việc gì nhưng mà điều kiện là người đó phải nhìn thấy rõ ràng bộ dạng thực sự của em đấy đồng ý cô thật thật muốn dùng vụ cá cược này để giải thoát triệt để khỏi cái vòng kim cô nghe lời thế nhưng cái vụ cá cược này đã trải qua mấy chục năm cô thật thật vẫn không hề cáo có tín hiệu chiến thắng gì đâu tất cả những con người mà cô cho rằng có thể làm bạn với mình không một ai không hồn bay phách tán trước cái hình dạng của cô. Ai, cô ơi, đã có phần nản trí rồi đấy. Nhưng mà nói thật là vẫn nuôi hy vọng. Câu chuyện phù sinh xả là song thủ quyển 8 trường 4. Những cửa hàng khác thì đều đã nghỉ cả rồi. Cậu còn chưa đóng cửa à? Cố thất thất ngồi thu lưu ở bên một cửa tiệm bán cá vàng nhỏ nhìn ngắm những con cá vàng đủ mọi màu sắc bơi tung tăng trong bể nước. Rồi lại nhìn cậu thiếu niên đang ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ sát cửa, tò mò hỏi. Bây giờ là 12 rưỡi đêm, tiệm bán cá vàng này nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở bên ngoài khu dân cư. Những tiệm tạp hóa, tiệm rửa ảnh xung quanh đều đã đóng cửa từ lâu, chỉ còn cửa tiệm này vẫn tiếp tục mở cửa dưới ánh sáng của hai chiếc bóng đèn sơ sài. Cố thất thất đã chú ý đến tiệm bán cá vàng này cùng với cậu thiếu niên trồng tiệm đã nhiều ngày nay. Cậu ta luôn bán hàng đến rất muộn. Cô chưa bao giờ nhìn thấy họ đóng cửa. Chỉ là một tiệm bán cá vàng. Đâu phải là cửa hàng tiện lợi 711 mở cửa 24 trên 7. Lẽ nào cũng bán hàng thông đêm à? Ủa, thật là quái lạ. Trời gần sáng thì chúng tôi mới đóng cửa. Cậu thiếu niên khoảng chừng 15-16 tuổi, mặc chiếc áo phông lụng thụng màu xám, giật không hợp với khổ người. Và chiếc quần bò màu xanh lam đã giặt tới bạc phách. Cậu ta nghiêng người, mò mẫm trên chiếc giá ở bên cạnh, lấy ra một cái túi nhỏ thức ăn cho cá, cẩn thận dốc vào trong bể cá trước mặt. Ăn đêm nào, cậu ta tươi cười, nói với những con cá. Thế, cậu ta là người mù trắng. Cố thất thất nhìn vào đôi mắt kính đen như mực, trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu ta, phỏng đoán. Ai lại giữa đêm khuya mà đeo trình ảnh một cặp kính mắt đen tròn tròn kiểu như người mù như thế nhỉ Hè huống hồ khi cậu ta lấy đồ thì vẫn phải dùng tay để sờ lấn cố thất thất không nhịn được giơ tay ra hua hua trước mũi của cậu ta thôi xin cô tôi không phải là người mù nhá cậu ta dừng công việc đang làm đẩy tay cố thất thất ra Chẳng qua mắt tôi có chút bệnh vật, tôi không thể nhìn ánh sáng mạnh, thị lực của tôi hơi kém thôi. Cố thất thất bối rối, ho húng hắng hài tiếng lý nhí. Thế tại sao khi lấy gói thức ăn cho cá, cậu phải sờ lần? À, không phải là tôi sờ lần, mà là gần đây thời tiết nóng ẩm. Thức ăn cho cá có chỗ vón cục lại, cho nên là tôi phải bóp cho rời ra. Cậu thiếu niên ngắn ngẩm liếc nhìn cố thất thất. Còn cô, thê trời thì nóng bức, mà lại ăn mặc tầng tầng lớp lớp như thế này, còn đeo cả khẩu trang. Thề không khéo, bị người ta tưởng lầm là cái bà cô biến thái đấy. Cậu, cố thất thất nghe mà suýt nữa chết út. Nhưng mà cậu ta nói không sai, để có thể trò chuyện với cái cậu thiếu niên bán cá vàng, cũng vì không muốn cậu ta phải chết khiếp. Tối nay, cô đã dốc sức cải trang thật là cẩn thận. Cái bộ áo thể thao cào cổ, cộng thêm cái đôi bốt cào cổ, cộng thêm găng tay, cọc tóc giả, cộng thêm cả mũ rộng vành, trên mặt lại còn bồi thêm cái kính dâm và khẩu trang. Tóm lại là kín mịt, không hở ra một lì nào nếu mà không nghe giọng nói của cô ấy thì tôi còn tưởng cô là một ông chú biến thái nào cơ đây cậu thiếu niên thành thật nói <laughs> tôi bị cảm được chưa cái đầu cố thất thất cũng được ngụy trang dưới đám sợi đen còn nữa thề có ông chú biến thái nào dáng người đẹp như tôi không <laughs> cô cũng kêu căng quá đấy cậu thiếu niên cười lớn để lộ hàm răng trắng bóng như vỏ sỏ tiếng cười giòn tan như những chú cá nhỏ đang tung tăng bởi lội. Thế hey, giờ này còn ai tới mua cá vàng nữa, mua về làm bữa đêm mà. Cố thật thật cố ý, cười khúc khích, giễu cật cái tên quỷ sứ, vừa dám vô lễ với mình. <laughs> Cô nhìn ngang ngó dọc, hai đầu con hẻm đều chim nghỉm trong bóng đêm tĩnh mịch. Đừng nói là người nhé, đến ma cũng chẳng có lấy một con ấy chiếc đèn diệt mũi treo trên góc tường kêu lép bép là tiếng động vang nhất vào lúc này này bà cô biến thái thôi tốt nhất là hãy về nhà đi cậu thiếu niên khẽ cử động vươn người ngó ra bên ngoài rồi quay đầu nhìn về cuối con hẻm đôi môi nhợt nhạt mấp máy khẽ lẩm nhẩm gì đó cậu ta lúc này trông mới giống một người bán hàng đang chờ khách. Cho dù ánh mắt đã bị cặp kính đen chè hoàn toàn, song nét mặt cậu ta đã lộ rõ sự mong đợi. Tôi tên là Cố Thất Thất, không phải là bà cô biến thái, tôi vẫn còn trẻ nhá. Cố Thất Thất chỉ muốn giật khẩu trang xuống để lộ ra cái khuôn mặt thật. Mang lại sự ngạc nhiên thú vị cho cái cậu nhóc vào giữa đêm khuya. Cô yêu thích làm đẹp lắm, cũng ghét bị người khác gọi là cô, chứ không phải là chị. Cho dù là cô đã mấy trăm tuổi rồi. Thế được thôi, bà chị biến thái. Thế chị chắc chắn là chị muốn ở lại hả? Cậu ta vẫn thản nhiên như không, tiếp tục nhìn về phía cuối ngõ. Cậu phản ứng cũng nhanh thật đấy. Cô thật thất nghiến răng nghiến lợi mỉm cười. Trong lòng lại cảm thấy cậu nhóc có phần thú vị. Này, Thế cậu tên là gì? Cậu sống ở gần đây à? à? tôi tên là Sinh. Cậu ta thẳng thắn đáp lời. Tôi còn có một tên tiếng Anh là Life. Thế thích gọi tên nào thì tùy chỉ. Life. Cái tên tiếng Anh này thật là lạ ấy. Cố thất thất lẩm bẩm. Nhưng mà nó lại rất phù hợp với cái cậu nhóc quỷ sứ trông không hề bình thường chút nào kia một cậu nhóc cổ quái miệng lưỡi thì sặc bén nửa đêm nửa hôm rồi ngồi bên cạnh tiệm cá vả. À? thế chị chưa hẳn đã bình thường đâu tiểu thư cố thất thất ạ à. trong vòng vài phút cậu ta đã đổi cách xưng hô với cô đến mấy lần dường như rất thích thú với việc đó đã gần một giờ sáng rồi thế chị không về nhà đi ngủ à còn gái thức đêm nhiều sẽ mau giả đấy <laughs> hôm nay vừa hay chị đây mất ngủ cô thất thất cố tình cười một cách quá lố <laughs> cho nên là chị quyết định ở lại cùng con ma cô độc là cậu ừ, tuy chị sinh nọ một nụ cười rất dễ coi lắc đầu nói ngày này đúng là càng ngày càng có nhiều người rảnh rỗi nửa đêm không ngủ đi xem người ta bán cá vàng <laughs> có rảnh rỗi cũng đâu bằng cậu và cả cái cửa tiệm của cậu nữa. Cố thắt thắt ngồi bệt xuống bậc thang ở bên cạnh bể cá, chỉ về phía cuối con hẻm. Tôi đánh cực với cậu là nếu đêm nay cậu có thể bán được một con cá vàng, tôi sẽ giúp cậu thực hiện một nguyện vọng. Hỡi, chị chẳng phải là ông già Noel. Sinh chẳng buồn nhìn cô, vẫn tiếp tục ngó nghiêng. Nếu mà cậu thua, cố thất thất vẫn cố ý khệnh khạ ra vẻ ảnh chị cậu phải ngoan ngoãn nói với tôi rằng chị gái xinh đẹp ơi em xài rồi được thôi là tự chị muốn ở lại đấy nhớ cậu ta quay đầu lại trên cặp kính đen dùng rình phản chiếu khuôn mặt bọc kín bưng như bánh trưng của cố thất thất nói tôi sẽ không thua vừa dứt lời cậu ta mỉm cười khách hàng tới rồi. <laughs> bên tai cổ thất thất vãng lên một âm thanh khẽ khàng, giống như là cánh hoa bị gió thổi dê trên đất bùn, không dễ dàng nhận ra. Lào xào, lào xào. Âm thanh mỗi lúc một gần, một khối đen cào chưa tới nửa thân người, lướt nhẹ tới từ đầu bên kia của còn ngõ, Bên ngoài đường nét lờ mờ của nó bao phủ một lớp sương mù màu vàng đất, cho tới tận khi thứ này bay tới trước mặt, cố thất thất mới nhìn rõ, đây là một ông lão dầu tóc bạc béo tới mức không còn nhìn thấy cổ và eo, cào chưa tới hông cố thất thất. Nếu mà không phải mắt mũi mồm miệng trên khuôn mặt béo quay béo núc vẫn còn rõ nét thì hoàn toàn có thể gọi ông ta là một ông già bí đao ấy. Ông ta chật vật đưa đôi tay ngắn cuốn, vỗ phành phạch vào tấm áo dài xanh cũ kỹ, vừa nhìn đã biết không thuộc về cái thời đại này. Sau đó bật tung lên như những quả bóng, rơi xuống trước bể cá trên kệ, chỉ vào một con cá nhỏ ở có chiếc đuôi màu đỏ tươi trên khuôn mặt béo tròn, lộ ra một nụ cười hân hoan, hấp tấp nói, xinh xinh, nó 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 nó, mau. Được rồi, sinh vừa cười, vừa đưa chiếc vợt cho ông ta, ông giả bí đao, sẵn tay áo, cẩn thận vớt con cá nhỏ, đã chọn từ trong bể ra, bỏ vào chiếc lọ thủy tinh màng theo. Nước trong lọ có màu xanh làm nhạt, đẹp quá thì mất ông giả bí đao chăm chú ngắm nghía con cá đang bơi trong chiếc lọ thủy tinh, thậm chí còn xúc động tới rời nước mắt. Vừa nói, ông vừa móc ở trong tay áo ra một nắm đá sắc màu sặc sỡ đặt vào tay sinh, cảm ơn luồn miệng. Sinh sở những viên đá ở trong tay nói, ông đưa nhiều quá, cháu phải bắt cho ông thêm một con nữa. Không, 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 lần sau ta lại tới, không thể để cậu buôn bán lỗ vốn được, có đúng không? Ông già bí đao vô cùng cảm kích, xua tay liên hồi, hồ hởi ôm con cá của mình, già về. Ông ta đi đến đâu, nơi đó liền nở ra một vạt hoa dại li ti, màu sắc, sực sỡ ông già dâu bạc này chỉ cần vui vẻ là sẽ như vậy đấy khiến như là khắp phố đầu đầu cũng nở đầy hoa tới tận khi trời sáng mới biến mất ấy. sinh vừa như đang nói với cô lại như vừa tự nhủ cậu ta đứng dậy bỏ những viên đá cuội vào trong lọ hoa ở trên chiếc tủ phía sau đó là một chiếc lọ hoa thủy tinh bình thường không cắm hoa ở bên trong được đầy những viên đá, đủ mọi hình sắc, hình thù, màu sắc. Viên nào viên nấy bóng loáng như gương, dưới lớp thủy tinh chiếu ra những tia sáng thật là đẹp mắt. Ông lão kia rõ ràng không phải là con người. "Chị thua rồi nhá." Xình bước ra, khoảnh tay trước ngực, có phần đắc ý, ông ta cố thất thất nhất thời trước kịp định thần, hậm hực nói: ông ta chẳng hề trả tiền. Thế rõ ràng là cậu tặng không cho ông ta. Không thể coi là cậu thắng. <laughs> Trong giao kèo cá cược của chúng ta, đâu có quy định tiền tệ giao dịch bắt buộc phải là tiền mặt đâu. Sinh chậm chậm bước tới bên cạnh cô, ghé vào tai cô nói thầm. Những viên đá kia là tiền của yêu tinh đấy. Cô thật thất chẳng có khái niệm gì về tiền bạc. Dù là tiền con người hay là tiền của yêu tinh Sợ chưa? Thề cái ông giả dâu bạc không phải là con người đâu Nhìn cái dáng vẻ đờ đẫn bất động của cô Sình tỏ ra vô cùng nghiêm túc Nói bằng cái giọng rất đỗi âm trầm mà quái Tôi đã khuyến chị về nhà là chị không chịu đi. Có lẽ màn tiếp theo trong mong đợi của cậu ta là cố thật thật hai tay ôm đầu, hẹt váng lên rồi co giỏ bỏ chạy. Thế nhưng cố thất thất lại chỉ thất thần trong chốc lát, sau đó liền nắm lấy tay cậu, nghiêm túc hỏi. Thế cậu có phải là con người không? Ừ, hỏi vớ vẩn, tôi đương nhiên là con người. Sinh hất tay cô ra, trong mày lẩm bẩm. Thật chán, thề chị lại chẳng hề thấy sợ à. Thần sắc của cậu ta khiến cố thất thất nhớ tới những anh chàng nghịch ngợm, truyền coi cái việc trêu chọc con gái làm thú vui, nhưng lại thất bại mà cô đã từng gặp trước đây. <laughs> hù dọa tôi ừ. ư. <laughs> nếu mà cổ bỏ khẩu tràng xuống ấy thì cái người lăn ra chết ngất chắc chắn là cậu ta nhưng mà bây giờ thì cố thất thất lại không muốn cậu ta chết ngất nếu mà cái cậu thanh niên này ừ, cậu thanh niên này thật là quá ừ thú vị không ngờ lại buôn bán với yêu quái đấy cái lão yêu quái kia cũng kỳ quặc chứ cài thứ gì không mua thì mua đi mua con cá vàng nếu mà làm thức ăn thì con cá đó có vẻ như là quá nhỏ ông già dâu bạc mua cá không phải để ăn đâu. Cá vàng của tôi có một tác dụng đặc biệt khác. Sinh dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của cô thất thất. Cậu ta ngồi xuống. Ngón tay chậm chậm vạch trong mặt nước trồng vèo. Những con cá tưởng chừng như ngốc nghếch kia, đột nhiên giống như có linh tính, súng xích vây quanh ngón tay của cậu, lắc đầu quẫy đuôi rất thân mật. Sinh cười hỏi, Hey, bà chị biến thái thế hey, chị có muốn mua một con cá vàng không tôi không có tiền cố thất thất buột miệng đáp rồi lại nghi hoặc hỏi thế hey, cậu đúng là con người á sinh không nói năng gì nắm lấy bàn tay cố thất thất đặt vào trước ngực mình nhịp tim đập rõ ràng cùng với thân nhiệt đặc trưng từ máu thịt con người xuyên qua lượt áo phông lan tới lòng bàn tay cô. Cậu nhóc này đúng là con người thứ. Thế nhưng cho dù có là con người thì cũng không thể là một người bình thường. Nếu mà không thì làm sao lại đi rào rù với yêu quái? Hãy đừng nghĩ rằng là tôi không bình thường. Sinh thường luôn dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của cô. Cậu lau nước bám trên ngón tay. Chị cũng là con người, nhưng mà nhìn thấy lão yêu quái dâu bạc thì lại chẳng hề chết khiếp. Thế nếu mà tôi không bình thường thì chị cũng tám lạng nửa cân thôi. Như nhau cả. Lời cậu ta đã nhắc nhở cô thất thất rằng hiện tại cô là một con người. Cô không muốn bị vạch trần thân phận. Ít nhất là trước khi thỏa mãn được trí tò mò của mình. Nếu mà có thể cô muốn làm bạn với cậu nhóc mồm mép lanh lợi kia Ý nghĩ này chớp qua trong đầu cô. Được thôi, chúng ta đều rất bình thường. Cô thất thất, đặng hắng, cô ý hỏi vẻ bâng quơ. <laughs> thế cái ông giả vừa nãy lại có lai lịch thế nào? À, ông ta là một yêu quái địa du, thế do bùn đất hóa thành đấy. Quanh năm mà sống ở dưới mặt đất, thế thi thoảng thì mới lên trên phơi nắng chốc lát thôi thân thể của địa du xuất phát từ tinh khí ở sâu trong lòng đất ông ta đi qua nơi nào thì nơi đấy hoa nở bừng bừng ấy cây héo hồi sinh sinh nói với vẻ rất là nghiêm túc ngay sau đó lại cười danh mãnh <cười> chị xem chính vì ít phơi nắng thiếu canxi cho nên là ông ấy mới lùn như vậy đấy cho nên là <laughs> khuyên bà chị biến thái nên là thường xuyên ra ngoài vào ban đêm ừ, thường xuyên ra ngoài vào ban ngày nhá nếu mà không ấy thì rất có thể một ngày à, chị sẽ biến thành bà giả bí đau chồng giống như cái ông lão dù bạc kia đấy nếu không phải là có luật bảo vệ trẻ vị thành niên thì tôi sẽ đánh cho cậu một trận đấy cố thắt thắt giữ giữ nắm đấm về phía cậu ta Thế chị không mua cá vàng thật à? Sinh chẳng thèm bận tâm tới cơn giận dữ của cô. Chúng là những con cá rất thú vị đấy. Tôi chẳng nhận ra chúng có điểm gì thú vị cả. Trông con nào cũng ngu ngu ấy. Cô thất thất tức giận nói. <laughs> Đám cá vàng ở trong bể nước trừng mắt lườm cô, nhả ra một chùm bọt khí với vẻ bất mãn sinh ngẩng đầu nhìn về đằng đông chân trời đã lờ mờ một tia sáng cậu ta vươn vai lần lượt chuyển từng bể cá chậu nước từ bên ngoài vào trong tiệm cậu ta vừa làm việc vừa nói với chính mình ông lão dâu bạc hồi trẻ cũng là một anh chàng điển trai ông ta và bà vợ quen nhau trong một đầm sen a à, Thế vợ ông ấy là một bông hoa sen thành tinh đấy. Sau khi họ kết hôn thì ông già dâu bạc không còn đi lang thang nữa mà ở lại trong đầm sen. Thời gian đó, hoa sen ở trong đầm này luôn là những bông sen đẹp nhất trong phạm vi trầm dặm quanh đây. Tới nước hồ cũng trong veo, sống động hơn hẳn những nơi khác. Thế sau đó thì sao? Cô thất thất nôn nó nóng hỏi luôn cổ gạt miệng lưỡi sắc lẹm của cái cậu nhóc này nhưng lại thích cái giọng kể chuyện của cậu ta. Sau đó, cậu lấy một cái móc câu sắt từ trong góc tường móc vào mép cửa cuốn ở trên đỉnh đầu. Sau đó thì vợ ông ta bị đạo sĩ cướp lấy chân nguyên luyện thành đan, trong đầm sen thì chỉ còn lại bông sen khô héo. Cậu hít vào một hơi ông ấy vốn dĩ không thể già đi, nhưng ông ấy lại truyền tinh nguyên của mình cho bông hoa sen đó. Ê, trăm ngàn năm nay vẫn đều đặn như vậy. Ông ấy nói rằng là nhất định có một ngày bà ấy sẽ sống lại. Trải qua những giày vò như vậy, thì một chàng thanh niên tuấn tú đã biến thành một ông lão lùn tịch, sống lầy lắt như ngọn nến tàn trước gió vậy cậu ta kể với cái giọng hài hước nhưng cố thất thất lại nghe thấy rất buồn nhưng thế hey, chuyện này thì có liên quan gì tới việc ông ta mua cá vàng của cậu cô vẫn muốn biết điều này sinh kéo cửa cuốn xuống móc chìa khóa ra khóa cửa nói cái thứ mà ông ta mua không phải là cá vàng mà là một giấc mộng cố thất thất lại càng mù mờ Cậu bước tới trước mặt cô, nhấn mạnh từng chữ. Cá vàng của tôi phải dùng nước mắt mới nuôi sống được. Từ sau cặp kính dâm của cậu, tỏa ra một sức mạnh quái dị, khiến cố thất thất đờ người tại chỗ. Bái, tôi về đây, chị cũng mau về đi. Sinh vẫy tay với cô, rồi xoay người đi về phía đầu ngõ. Đừng quên, hôm nay chị đã thua cuộc, chị nợ tôi một nguyện vọng đợi tôi nghĩ ra thì tôi sẽ nói với chị là tôi muốn gì cái dáng mảnh khảnh của cậu ta nhanh biến vào trong màn sáng lờ mờ vẫn còn vương vấn trong bóng tối cố thất thất đứng lặng trong còn ngõ không một bóng người cái vụ cá cược với anh trai cái thìa hy vọng đã từng có lục sập tiêu tan lại bùng lên một cách khó hiểu. Sinh, lại rốt cuộc cậu là ai? Câu chuyện phù sinh, quyển 8, chương 5 Sau cái đêm hôm đó, cô thất thất dường như đã tìm ra điểm tựa của cuộc sống. Cô thích ở bên sinh, thịt nghe cái giọng nói hài hước sòng rất tự nhiên của cậu khi kể về những yêu quái tới tìm cậu để mua cá vàng điều cô thích nhất là sinh chưa bao giờ hỏi về lai lịch của cô cũng không ngoặn vẹo tại sao mỗi lần tới tìm cậu cô đều bao bọc kín mít như một cái bánh trưng nếu mà cậu hỏi thì với tính cách của cô cô chắc chắn sẽ nói ra sự thật từ nhỏ cô đã được dạy rằng cột yêu phải sống thành thực, giống như hình dạng của họ, không cần bất cứ một sự ngụy trang và tổ vẽ nào. Cô thật thật vừa tận hưởng cái cảm giác thảnh thơi bền bạn bè, vốn rất tội hiếm hoi, lại vừa mơ hồ lo lắng. Rồi có một ngày, cô sẽ phải xuất hiện trước mặt sinh với hình dạng thật. Đây là nội dung đánh cược với anh trai. Nếu mà có thể thì hãy để trò ngày đó tới càng muộn càng tốt. Sinh vẫn thích dùng đủ những thứ ngôn từ sắc sảo để trêu chọc giễu cợt cô. Nhưng cậu không còn bơ cô đi như trước nữa. Mà sẽ lấy cho cô một chiếc ghế nhỏ để cho cô ngồi. Tuy chiếc ghế rất cũ kỹ, nhưng có lưng dựa, ngồi lên thì rất dễ chịu. Khi thoảng, cậu còn xoay cây quạt ở trong tiệm hướng về chỗ cô ngồi, nói rằng giữa mùa hè nóng nực mà mặc từng tầng lớp lớp như thế, chẳng mày chết ngột thì cậu ta cũng trắng thèm nhặt xác hộ đâu. Dần dần, cô đã quen dần với giọng điệu của sinh. Khi cậu kể chuyện về những con yêu quái, cô cũng sẽ hào hứng kể cho cậu nghe những câu chuyện thú vị về những người, những việc mà cô đã từng gặp ở những đất nước khác nhau. Nói ra thì cũng nực cười. Hài kẻ, ngay cả diện mạo của đối phương cũng chưa thấy được trọn vẹn. Bèo nước tình cờ, lại có thể chuyện trò không biết mệt tới tận khi trời sáng. Một con cốt yêu và một con người hành vì quái đản. Trong đêm hè, hoa nở dế kêu ngồi ở trong cửa tiệm bán cá vàng được ánh đèn nhuộm thành một thế giới sáng rực hào hứng trò chuyện đến hoa chân múa tay đúng bọn họ chỉ trò chuyện chỉ có việc là thổ lộ và lắng nghe đơn giản nhất ở trên đời song lại chứa đựng niềm vui vẻ và sảng khoái mà không thể dùng những cái lời lẽ bình thường để mà hình dung được cô cảm thấy sinh hiểu được suy nghĩ của cô, biết được mong ước của cô. Cô thật thật bắt đầu cảm thấy ban ngày thật là thừa thải. Nếu 24 giờ trong ngày đều là ban đêm thì tốt biệt mấy. Như vậy cô mới có đủ thời gian để ở bên sinh. Bởi vì thời gian mở cửa tiệm cá vàng chỉ là từ chập tối tới bình minh. Trước đó, cô đã dò hỏi và biết được rằng cái cửa tiệm nhỏ này một năm về trước đã cho một người đàn ông trùng niên họ tiêu thuê. Nghe nói người này là giáo sư của một trường đại học gì gì đó. Thế lẽ nào cái vị giáo sư tiêu kia chính là người thân của sinh à? Hay là bố của cậu? Thế nhưng mà bọn họ trông lại chẳng hề giống nhau từ khi sinh quen được một tuần thì cố thất thất đã gặp được giáo sư tiêu ở tiệm cá vàng đó là một người đàn ông tóc hoa dâm lưng hơi còng tuy vẫn giống một người trung niên hơn là một ông già cái cặp mắt gọng vàng mảnh rẻ gác ở trên sống mũi trông cũng khá cao quần áo thì tuy không thời thượng nhưng mà chỉn chu sạch sẽ trên tay ông ta luôn luôn cầm một cuốn sách dày cộp đó là có phong cách của một học giả nhìn chung là giáo sư tiêu thì mỗi tuần sẽ tới cửa tiệm khoảng hai lần có lúc mang cho sinh một chút quà vặt có lúc là một vài cuốn sách sau đó là những cái câu hội thoại quen thuộc giữa cha và con như là chuyện học hành, chuyện về sức khỏe. Cuối cùng lại hỏi qua về việc buôn bán của tiệm cá vàng. Thân thiết, nhưng mà xả lại sinh uh, nói là giáo sư tiêu và cậu thì không hề có quan hệ ruột thịt nhưng mà cậu coi ông như là cha vì ông ấy đã cứu mạng cậu hơn một năm về trước sinh trượt chân ngã ở trong núi sâu may mắn gặp được giáo sư tiêu đang đi tìm kiếm tiêu bản ở trong rừng đã cứu cậu về cậu không có chứng minh thư cũng không có hộ khẩu cậu không thể đi học Sở trường duy nhất của cậu là nuôi cá, cho nên là đã xin giáo sư Tiêu thuê cho mình một cái cửa tiệm nhỏ để bán cá vàng. Vừa có thể kiếm tiền, lại có thể giết thời gian. "Hê, hey, tại sao cậu lại lưu lại ở nơi này? Nhà cậu ở đâu?" Cô thật thật không hiểu tại sao sinh lại phải ở lại bên cạnh giáo sư Tiêu à, giáo sư tiêu không có con cái sức khỏe thì không được tốt lắm mà ông ấy đã từng cứu mạng tôi cho nên là tôi phải ở lại để chăm sóc ông ấy cũng là chuyện đương nhiên sinh nói giọng rất bình thản hoàn toàn không nhìn thấy sự thay đổi trong biểu cảm của cậu huống hồ nhà của tôi thì quá xa trong thời gian ngắn thì tôi không thể quay về được. Thế xa tới cỡ nào? Hắn là hắn không thể ở trên sao hỏa ấy chứ. Thế cho dù có ở sao hỏa thì chỉ cần cậu mở lời thì cô sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Tuy là cô không có bản lĩnh cao cường nhưng mà ngày đi ngàn dặm băng núi vượt biển thì vẫn miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng mỗi khi nhắc tới về nhà thì sinh lại muốn lảng sang chuyện khác. Cứ vài lần như thế, cố thất thất lại cũng không hỏi thêm cậu nữa. Cậu không về nhà, chắc chắn là có lý do của cậu. Việc gì phải hỏi nhiều? Đây đã là giao ước ngầm, hề đã dần dần hình thành giữa họ, không gặp hỏi bất cứ việc gì, có thể khiến cho đối phương không vui. <laughs> các bạn thân mến như vậy thì không biết là hồi sau sẽ như thế nào chúng ta sẽ cùng theo dõi ở video ngày mai ạ cảm ơn các bạn à, chúc chúng ta bình an trong cơn bão ạ à, đặc biệt là các bạn ở những vùng bị ảnh hưởng nặng nề à, hà nội hôm qua mưa to quá mình ở ninh bình cũng mưa to đấy nhưng mà ừ, không vì ở trong nhà mà mình làm việc máy tính cho nên là cũng cũng không chịu ảnh hưởng trực tiếp mà thức ăn thì mình cũng đã sắm đầy đủ rồi chỉ lo cho mẹ mình ấy, người già cứ hay thích kỳ cục lắm các bạn ạ những ngày trời mưa to họ rất thích đi ra ngoài ấy, mà ăn mặc rất là phong phanh xong rồi về ốm lại kêu hành con hành cháu nhưng mà lo lắng nhất vẫn là những người phải đi ra ngoài đường vào cái thời điểm này và hy vọng là bão sẽ lướt qua cảm ơn các bạn chúc các bạn cuối tuần vui vẻ